Và chúng ta cần dành một tràng pháo tay thật lớn để ký đại biểu cho tất cả các đoàn giải sẽ có một chương trình tham dự thật thành công. Xin được trân trọng cảm ơn. Kính thưa quý vị, lễ khai mạc tới đây đã kết thúc. Ban tổ chức xin được trân trọng cảm ơn các quý vị đại biểu đã tới. Đây là đội mô tô dẫn đường. Và sau đây là chương trình thi đấu các nội dung. Xin mời các đoàn trở về vị trí tập kết theo sự điều khiển của tổ trọng tài. Và chúng tôi xin được kính mời quý vị đại biểu sẽ cùng ở lại để động viên trao giải. Sau đây là chương trình thi đấu. Xin được kính mời toàn thể các vận động viên đội mô tô quân đội lớn sẽ cùng kế hoạch anh hùng hoạt chiến một vòng. Và xin được trân trọng kính mời ông Lê Văn Đồng, thành viên giám đốc văn hóa thành phố Hà Nội cùng ban tổ chức. À đây rồi. Thank you.